Nga gây thiệt hại lớn cho Ukraine ở hướng Kursk. Ông Zelensky gợi ý giai đoạn nóng của chiến tranh Ukraine có thể kết thúc, chấp nhận mất đất đai. Đây là lý do tại sao ông Trump sẽ không thể nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến Ukraine. Năm bệ phóng ATACMS Ukraine bị Nga xóa sổ Hòa lực Nga đã phá hủy một xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, 5 súng cối của lực lượng Ukraine ở hướng Kursk. Nhóm lực lượng phương Bắc của quân đội Nga đã gây thiệt hại nặng nề trong 14 đơn vị Ukraine tại hướng Kursk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Trong buổi báo cáo hàng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 44, 47, lữ đoàn cơ giới nặng 17, lữ đoàn xe tăng số 5, các lữ đoàn đổ bộ đường 0, 80, 82, 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112, 116, 117, 129 đã chịu tổn thất nặng nề gần các khu vực Alexandria, Vitoroka, Darino, Kiduloka, BDDK, Leonidoka, Matinoka, Ninikalin, Nikolajevo, Darino, Nikoski, Novovanoka, Pliokovo và Velikovo. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Nga cũng nhằm vào các binh lính và các trang bị của quân đội Ukraine gần các khu vực Ivakovsky, Pevi Kiazi, Kalulenkoi, Kuriloka, Lebedeka, Leonidovo, Malaja Lonia, Matinoka, Makhanoka, Nini Kalim, Nikoski, Novaja Sorochina, Novovanoka, Vanoka, Savalikovo và Chekakui. Poronoi ở Kursk cũng như tại các khu vực Bosoka, Belovodi, Voroba, Juraka, Malaja ribissa và Paloka thuộc vùng Sumi của Ukraine. Trong 24 giờ qua, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine gồm một xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 5 súng cối đã bị phá hủy, Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy một số thiệt hại mà quân đội Nga đã gây ra cho lực lượng Ukraine tại Kursk trong những ngày gần đây. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ từ Sumy vào Kursk vào hồi tháng 8. Hiện tại, quân đội Nga đang tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày hôm nay nói rằng tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần được trao cho các phần lãnh thổ chưa bị chiếm đóng của Ukraine để chấm dứt giai đoạn nóng của chiến tranh, với điều kiện lời mời gia nhập NATO phải công nhận các biên giới Ukraine được quốc tế công nhận. Tổng thống Zelensky gợi ý rằng một thỏa thuận ngừng bắn có thể được ký kết nếu lãnh thổ Ukraine mà ông kiểm soát được đưa vào chiếc ô bảo vệ của NATO, cho phép ông đàm phán việc lấy lại các vùng lãnh thổ còn lại theo cách ngoại giao sau này. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine được hỏi về các báo cáo cho rằng một trong những kế hoạch của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để kết thúc chiến tranh có thể là yêu cầu Kiev nhượng lại các vùng lãnh thổ mà Moscow đã chiếm đóng cho Nga, đổi lại việc Ukraine gia nhập NATO. Ông Zelensky trả lời, tư cách thành viên NATO cần được trao cho các phần lãnh thổ Ukraine chưa bị chiếm đóng để chấm dứt giai đoạn nóng của chiến tranh, miễn là lời mời gia nhập NATO công nhận các biên giới của Ukraine theo chuẩn quốc tế ông dường như thừa nhận rằng các khu vực bị chiếm đóng ở phía đông của ukraine tạm thời sẽ nằm ngoài thỏa thuận này nếu chúng ta muốn dừng giai đoạn nóng của chiến tranh chúng ta cần đưa lãnh thổ ukraine mà chúng ta đang kiểm soát vào dưới ô bảo vệ của nato chúng ta cần làm điều đó nhanh chóng và sau đó với lãnh thổ bị chiếm đóng ukraine có thể lấy lại chúng bằng cách ngoại giao ông nói tổng thống zelensky nói rằng cần một lệnh ngừng bắn để đảm bảo rằng tổng thống nga putin không quay lại chiếm thêm lãnh thổ ukraine Tổng thống Ukraine nói NATO nên ngay lập tức bao phủ phần lãnh thổ Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, điều mà ông nói là rất cần thiết, nếu không ông ấy sẽ quay lại. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông Anh kể từ khi ông Trump thắng cử, ông Zelensky được hỏi suy nghĩ của mình về Tổng thống đắc cử. Tổng thống Ukraine nói, chúng ta phải hợp tác với Tổng thống mới để có được người ủng hộ lớn nhất. Tôi muốn làm việc trực tiếp với Tổng thống đắc cử Mỹ vì có nhiều ý kiến khác nhau từ những người xung quanh ông ấy. Đó là lý do chúng ta không nên để bất kỳ ai phá hủy sự liên lạc của chúng ta, ông Zelensky nói. Điều đó sẽ không hữu ích và sẽ mang tính phá hoại. Chúng ta phải cố gắng tìm một mô hình mới. Tôi muốn chia sẻ ý tưởng với ông ấy và muốn nghe ý kiến từ ông ấy, Tổng thống Ukraine nói. Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với ông Trump hay chưa, Tổng thống Zelensky nói rằng cả hai đã trao đổi vào tháng 9 khi ông có mặt ở New York. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện, nó rất ấm áp, tốt đẹp, mang tính xây dựng. Đó là một cuộc gặp gỡ rất tốt và là một bước đầu quan trọng. Giờ chúng tôi phải chuẩn bị thêm một số cuộc họp. Trong suốt cuộc xung đột, Tổng thống Zelensky chưa từng nói rằng ông sẽ nhượng bất kỳ phần lãnh thổ Ukraine nào bị chiếm đóng cho Nga, bao gồm cả bán đảo Crimea, nơi Nga chiếm đóng vào tháng 2 năm 2014 và chính thức sát nhập vào tháng sau đó. Ông nói rằng một động thái như vậy không được phép theo hiến pháp Ukraine và chỉ có thể xảy ra nếu người dân ở các khu vực đó đồng ý ly khai. Trước đây, Tổng thống Ukraine chỉ tiến xa nhất khi trả lời phỏng vấn vào hồi tháng 7 năm nay, khi ông gợi ý rằng các vùng lãnh thổ đó có thể gia nhập Nga nếu họ bỏ phiếu đồng ý trong một cuộc trưng cầu dân ý tự do và công bằng. Tuy nhiên, ông nói Kiev cần lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ đó để tổ chức cuộc bỏ phiếu như vậy. Khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Vào tháng 9 năm 2022, Nga đơn phương tuyên bố sát nhập các khu vực trong và xung quanh tỉnh Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý không được quốc tế công nhận. Quan điểm lâu nay của ông Zelensky là lãnh thổ đó vẫn thuộc về Ukraine. Việc Nga chiếm đóng lãnh thổ là bất hợp pháp và Kiev sẽ không nhượng bất kỳ phần lãnh thổ nào để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Đầu năm nay, ông Zelensky trình bày một kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine, bao gồm việc từ chối nhượng lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Tuy nhiên, Nga nói rằng họ sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào mà lực lượng của họ đang chiếm đóng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, và lập luận rằng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ là điều kiện tiên quyết để họ ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump phản đối xung đột quân sự và có vẻ thực sự quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine. Tuy nhiên, thực tế tình hình phức tạp hơn nhiều. Căng thẳng địa chính trị giữa Moscow và phương Tây gia tăng do áp lực toàn cầu hóa đã ăn sâu quá mức để có thể giải quyết chỉ bằng một người muốn chấm dứt. Về bản chất, chúng ta đang chứng kiến hai siêu cường hạt nhân tiến hành chiến tranh ủy nhiệm. Mỗi bên đều cố gắng tránh xung đột hạt nhân trực tiếp. Động thái này buộc cả hai bên phải phát triển một số luật chơi nhất định, ngay cả khi những luật đó không được nhất trí rõ ràng. Moscow và Washington xây dựng chiến lược của họ trong khi cố gắng tính đến cách phản ứng của bên kia. Tổng thống Nga Putin trong hai năm qua đã thực hiện một chiến lược thực tế cho phép Moscow đạt được tiến triển ổn định, trong khi tránh leo thang thành chiến tranh toàn diện. Điều này có nghĩa là huy động toàn bộ nền kinh tế và người dân. Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba, phương pháp này đang bắt đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, ông Trump có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng mong manh này. Cách tiếp cận của ông Trump đối với Ukraine, mặc dù không quyết liệt như cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden, nhưng về cơ bản sẽ khác. Vì ông Trump và nhóm của ông nhìn thế giới qua một lăng kính khác, nên phản ứng của họ trước hành động của ông Putin chắc chắn sẽ khác. Ví dụ phản ứng của điện Kremlin trước khả năng tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ cũ của Nga vào tháng 9 đã gửi một thông điệp hạ nhiệt rõ ràng tới Washington và sự thay đổi chỉ xảy ra sau chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump. Điều này là đáng chú ý. Điều quan trọng là phải nhớ lại những căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump khi bất chấp hoặc có lẽ là vì những lời hứa hòa hợp với ông Putin. Tổng thống sắp mãn nhiệm lúc đó là ông Barack Obama đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và tịch thu các tài sản ngoại giao, thực hiện những bước đi chưa từng có khiến quan hệ leo thang. Tuy nhiên ông Putin đã không trả đũa ngay lập tức, thay vào đó chờ đợi lễ nhậm chức của ông Trump, hy vọng đảo ngược những động thái này. Nhưng nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump đã bị hủy hoại bởi những vụ bê bối trong nước và không có gì thay đổi. Đến giữa năm 2017, Nga đã trục xuất 755 nhà ngoại giao Mỹ, đạt được sự bình đẳng về ngoại giao. Chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu ông Trump khi nhậm chức công khai hủy bỏ quyết định về các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa mà không có điều kiện tiền quyết. Ông Biden cũng có thể thực hiện các bước đi quyết liệt hơn trong những tháng tới. Điều này sẽ thuận tiện cho phép ông Trump tách mình khỏi các quyết định của chính quyền trước. Cuối cùng, ông Putin sẽ phải xác định cách phản ứng, vì leo thang hơn nữa sẽ không phục vụ cho lợi ích của ông. Cho đến nay, Nga đã xoay sở để giữ cho cuộc xung đột ở mức có thể kiểm soát được, tiến gần hơn đến các mục tiêu của mình. Trong khi đó, trên chiến trường, tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine ngay càng trở nên tồi tệ. Không có số lượng viện trợ quân sự nào có thể thay đổi thực tế về vị thế đang suy yếu của Ukraine. Huyền thoại về hệ thống tên lửa của phương Tây như một viên đạn thần kỳ để xoay chuyển cục diện chiến tranh chỉ là một huyền thoại. Gian đe hạt nhân thường được coi là một giao cản không thể xuyên thủng, giống như một pháo đài một khi bị phá vỡ sẽ dẫn đến sự hủy diệt thảm khốc. Tuy nhiên, xung đột Ukraine minh họa rằng nó hoạt động giống như một hệ thống miễn dịch hơn. Trong khi các mối đe dọa có thể xâm nhập, một hệ thống mạnh mẽ vẫn có thể đối phó với sự lây nhiễm mà không sụp đổ. Gian đe hạt nhân của Nga đã có hiệu quả trong việc giữ phương Tây ở vị trí an toàn, đảm bảo viện trợ quân sự cho Ukraine ở mức không gây ra sự trả đũa trực tiếp của Moscow. Khi miễn dịch hạt nhân của Nga vẫn được duy trì, phương Tây tiếp tục cố gắng tìm ra điểm yếu trong hệ thống, nhưng quyết tâm của Điện Kremlin vẫn kiên định. Đúng vậy, phương Tây toàn cầu liên tục tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống miễn dịch của Nga. Và cũng đúng như vậy, bệnh truyền nhiễm đang lan rộng, các trận chiến dữ dội diễn ra ở vùng Kursk. Máy bay không người lái bay hàng nghìn km vào lãnh thổ Nga, và giờ đây còn có cả tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, không có điều nào trong số này gây ra mối đe dọa hiện hữu và Moscow đang chiến đấu thành công với căn bệnh truyền nhiễm này. Ví dụ, hai năm trước, không có tên lửa hay máy bay không người lái nào tấn công Nga, nhưng Moscow đã biến Kiev tiến gần hơn nhiều đến thất bại quân sự so với trước đây. Việc ông Putin trình diễn hệ thống tên lửa Oresnik, bao gồm cả khả năng siêu thanh của nó, không nên được coi là lời cảnh báo cuối cùng. Thay vào đó, đó là một dấu hiệu khác cho thấy Nga đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình. Tên lửa Oresnik đóng vai trò là lời nhắc nhở mạnh mẽ về khả năng quân sự của Moscow, nhưng mục đích thực sự của nó là duy trì sự răn đe và nhắc nhở các nhà lãnh đạo phương Tây về giới hạn của sự tham gia của họ. Kịch bản tham vọng nhất sẽ là ký kết một thỏa thuận toàn diện với phương Tây, phân chia phạm vi ảnh hưởng và giải quyết các vấn đề được nêu ra trong tối hậu thư của ông Putin vào tháng 12 năm 2021. Điều này có nghĩa là tạo ra một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu, thừa nhận lợi ích của Nga và đánh giá lại kết quả của chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, mục tiêu này khó có thể đạt được trong điều kiện hiện tại một kịch bản thực tế hơn liên quan đến thỏa thuận hạn chế với phương Tây về Ukraine. Mặc dù điều này có vẻ không thể xảy ra sau tháng trước, nhưng hiện tại đang được xem xét nghiêm túc. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu thậm chí trước cuộc bầu cử Mỹ. Thông tin bị dò dỉ cho thấy, phương Tây có thể đề xuất ngừng bắn dọc theo các tuyến đầu và lệnh hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong 20 năm. Tuy nhiên, Moscow yêu cầu ký ép giải trừ vũ khí và trung lập về chính trị. Cuộc chiến có thể sẽ tiếp tục cho đến khi những mâu thuẫn này được giải quyết. Lựa chọn cuối cùng là lựa chọn không có thỏa thuận đáng kể nào, tương tự như các sự kiện năm 2008 ở Georgia. Thất bại quân sự của Ukraine sẽ trở thành chiến thắng chính trị. Nếu sự phụ thuộc của Kiev vào phương Tây giảm đi, Ukraine, giống như Belize, sẽ từ bỏ lập trường thù địch đối với Moscow để tránh tổn thất quân sự thêm nữa và phục hồi nền kinh tế. Kịch bản thứ ba này có khả năng xảy ra hơn khi Ukraine phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trên chiến trường và phương Tây giảm hỗ trợ thực tế là một thỏa thuận tương đối ổn định với phương tây liên quan đến ukraine chỉ có thể xảy ra nếu ký ép từ bỏ chính sách đối kháng với nga để giải pháp này được triển khai phương tây phải tránh can thiệp trực tiếp và kiềm chế không tăng viện trợ quân sự cho ukraine đây là chiến lược của putin vì ông không ảo tưởng về ông trump hay khả năng giải quyết ngoại giao Tại sao? Bởi vì một thỏa thuận chỉ có thể đạt được khi các mâu thuẫn được giải quyết. Nhưng vấn đề cơ bản giữa Nga và phương Tây vẫn chưa được giải quyết. Đó là không bên nào sẵn sàng chấp nhận Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của đối thủ. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump có thể đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ, mặc dù những mâu thuẫn cơ bản gây ra cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây vẫn chưa được giải quyết. Vấn đề cơ bản rất rõ ràng, đó là không bên nào muốn chấp nhận Ukraine là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của bên kia. Trong ngắn hạn, có vẻ như ông Trump sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự như ông Biden đã gặp phải, đó là điều hướng ranh giới mong manh giữa leo thang quân sự và chiến tranh hạt nhân. Sự thay đổi đáng kể duy nhất dưới thời Tổng thống Mỹ mới có thể là tăng cường thúc đẩy chuyển gánh nặng của cuộc xung đột sang vai Tây Âu. Sẽ sớm thôi, sự nhiệt huyết ban đầu của ông Trump trong việc giải quyết xung đột này sẽ phai nhạt và ông ta sẽ thấy được sự phức tạp của cuộc xung đột. Khi tình hình tiếp tục diễn biến, chiến lược của Nga rất rõ ràng, đó là duy trì tiến trình hiện tại. Trong khi vẫn giữ chiến tranh ở mức dưới mức nguy cấp, liệu phương Tây có tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự hay tìm kiếm các cuộc đàm phán hòa bình sẽ phụ thuộc phần lớn vào bên nào có thể tồn tại lâu hơn bên kia, cả về mặt quân sự và chính trị. Ước tính rằng khả năng xảy ra kịch bản này là 70-80%, và nếu không có giải pháp thay thế tốt hơn, Nga sẽ thấy chấp nhận được. Mặc dù có bản chất đẫm máu và đánh thuế tài chính, chiến lược này đang đưa Moscow đến với chiến thắng. Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có nhiều khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga hơn nếu như Ukraine giành được lợi thế trên chiến trường. Ông Trump cho biết, ưu tiên trong nhiệm kỳ tới đó là chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và ngăn chặn những gì ông tin là đang làm hao hụt nguồn lực quân sự của Mỹ. Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị châu Âu đang cảnh báo rằng một thỏa thuận ngừng bắn trao quá nhiều quyền lợi cho Nga có thể là bước mở đầu cho cuộc xung đột tiếp theo. Ông John Lowe, chuyên gia nghiên cứu chính trị thuộc tổ chức Chatham House cho biết, việc từ bỏ Ukraine có thể khiến ông Trump lộ vẻ yếu đuối và tiếp thêm động lực cho các đối thủ cạnh tranh toàn cầu chính của Mỹ. Trong những tháng gần đây, Nga đã đạt được tốc độ tiến công nhanh nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine và đạt được nhiều thắng lợi đáng kể ở mặt trận miền Đông. Trong bối cảnh Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và vũ khí, Gần đây, Moscow còn tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Các chuyên gia lập luận rằng, ông Putin có ít động lực để tìm kiếm hòa bình với Ukraine nếu nhà lãnh đạo Nga tin rằng sự ủng hộ dành cho Kiev đang suy yếu. Nếu không, cuộc chiến ở Ukraine sẽ không kết thúc trên bàn đàm phán. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch diễn ra tại vùng Sumy với sự tham gia của tên lửa đạn đạo Iskander Kết quả là hai bệ phóng MLRS và một xe vận chuyển nạp đạn bị tấn công gần Tokari, cách thành phố Sumi khoảng 8 km về phía tây bắc. Ngoài ra, ba bệ phóng HIMARS khác cũng bị tiêu diệt gần khu vực Mali Bobrik, cách Sumi khoảng 20 km về phía đông nam. Nga đưa ra tuyên bố trên không lâu sau khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS trong một cuộc tấn công vào căn cứ không quân Khalino của Nga, cách biên giới hai nước khoảng 96 km. Theo một blogger quân sự Nga Ilya Tumanov, hệ thống phòng không của căn cứ đã chặn được 7 trên tổng số 8 tên lửa ATACMS được phóng đi. Tuy nhiên, một tên lửa đã trúng mục tiêu, phá hủy radar S-400 của Nga. Việc phương Tây cung cấp các vũ khí tầm xa như ATACMS cùng với tên lửa từ Anh và Pháp đã khiến Moscow phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng điều này cho thấy phương Tây đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Để đáp trả, Nga đã gia tăng cường độ không kích tại Ukraine. Trong những ngày gần đây, Nga tuyên bố đã phóng hơn 100 tên lửa và sử dụng 466 máy bay không người lái UAV Geran 2 tập trung vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự Ukraine. Ngày 28 tháng 11, Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, khiến công ty vận hành điện quốc gia Urenego phải áp dụng các biện pháp cắt điện khẩn cấp kéo dài 16 giờ. Urenego cảnh báo rằng tình trạng này có thể kéo dài trong nhiều ngày, Ngoài các cuộc không kích, Nga cũng triển khai các loại vũ khí hiện đại như tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu khi tấn công vào thành phố Dnipro. Bên cạnh đó, Moscow tuyên bố đã phá hủy nhiều hệ thống phòng thủ quan trọng của Ukraine, bao gồm một bệ phóng và xe nạp đạn cho hệ thống chống hạm Neptune, cũng như hai bệ phóng tên lửa Grom-2. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga sử dụng bom chùm để tấn công. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm viện trợ quân sự đặc biệt là các hệ thống phòng không tiên tiến nhằm bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Ông Zelensky nhấn mạnh đây là thời điểm để củng cố vị thế của Ukraine và các đối tác quốc tế. Ông cũng cho biết đã thảo luận với các lãnh đạo phương Tây, bao gồm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, nhằm đưa ra các phản ứng mạnh mẽ trước sự leo thang xung đột. Đồng rút sụp đổ, thị trường tiền tệ Nga hoảng loạn, thông tin như báo cáo chiến sự tiết lộ Ukraine để mất thành phố này sẽ khiến đất nước gặp thảm họa. Nga cảnh báo Ukraine sẽ chứng kiến những cuộc tấn công lớn mới sắp diễn ra. Tổng thống Ukraine muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong năm 2025. Tờ Rossiya Gazeta do chính phủ Nga điều hành đã đưa tin với tiêu đề cơn hoảng loạn đối với thị trường tiền tệ của Nga. Trong khi tờ Moskovsky Komsomolet tại Moscow đưa tin đồng rúp đã sụp đổ. Theo Newsweek, vào thời điểm thấp nhất hôm 27 tháng 11, đồng rúp gần chạm mức 113 rúp đổi 1 đô la, khiến Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động mua ngoại tệ trong phần còn lại của năm 2024 và bán đồng nhân dân tệ Trung Quốc để khắc phục tình hình. Động thái này đã thành công một phần khi vào ngày 28 tháng 11, đồng rúp đã tăng lên gần 108 rúp đổi 1 đô la, mặc dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 104 rúp đổi 1 đô la ghi nhận vào hồi đầu tuần này. Tờ báo kinh doanh Kommersant của Nga đã khuyên độc giả hãy giữ chặt tiền rút của bạn và nói thêm rằng vào thứ tư ngày 27 tháng 11, thông tin từ thị trường tiền tệ giống như các báo cáo từ một vùng chiến sự. Kommersant cho rằng sự sụp đổ này phần lớn là do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính của Nga, chủ yếu là Gazprombank mà qua đó các nước châu Âu thanh toán cho khí đốt qua đường ống của Nga. Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với hàng chục ngân hàng Nga trước đây từng được sử dụng để thanh toán quốc tế, bao gồm cả Gazprombank, ngân hàng lớn thứ ba của Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các khoản thanh toán cho các hoạt động xuất khẩu. Theo tờ Financial Times của anh, Mỹ trước đây đã tránh trừng phạt Gazprombank để các nước châu Âu có thể tiếp tục thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Tờ báo Gazeta có ảnh hưởng tại Nga đưa tin rằng kể từ đầu tháng 11, đồng rúp đã giảm hơn 11% so với đô la. Tờ này cho biết đây không chỉ là sự suy yếu đáng kể mà còn là sự suy yếu nhanh chóng một cách đáng sợ của tỷ giá đồng rúp, trở thành một yếu tố lạm phát quan trọng về mặt thống kê với hậu quả tiêu cực đối với thị trường trong nước. Một tờ báo kinh doanh khác của Nga là RBK Daily lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Nga có thể sử dụng công cụ của chính mình, đó là tăng lãi suất Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất tiêu chuẩn lên 21% vào hồi tháng 10 để kiểm soát lạm phát liên tục ở mức cao. Đây là hậu quả của việc chính phủ Nga chi tiêu nhiều cho cuộc chiến với Ukraine và tăng lương ở một số ngành nghề. Theo cơ quan thống kê Liên bang Nga, lạm phát của nước này đạt đỉnh ở mức hơn 9% vào hồi mùa hè năm nay, sau đó đã giảm xuống còn 8,5% vào tháng 10. Alexan Sepelev, chuyên gia chứng khoán tại công ty môi giới BCS World of Investment có trụ sở tại Nga, chia sẻ rằng, rất nhiều điều phụ thuộc vào việc Nga sớm hình thành các kênh thay thế cho dòng tiền vào và ra, có khả năng cân bằng cung cầu của mình như thế nào. Chuyên gia Sepelev lưu ý rằng điều này sẽ giúp giảm dần áp lực lên đồng tiền của Nga và trong khi thị trường mất cân bằng nghiêm trọng và các cơ quan tài chính không vội can thiệp vào tình hình, thì áp lực lên đồng giúp vẫn sẽ tiếp diễn. Ông nói, ngoài ra đồng rút đang chịu áp lực từ nhu cầu nhập khẩu tăng theo định kỳ, chi tiêu ngân sách tăng đột biến thường thấy vào cuối năm, Áp lực địa chính trị gia tăng và đồng đô la Mỹ tăng giá trên thị trường toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương và các cơ quan tài chính của Nga có thể can thiệp để hỗ trợ đồng rúp. Bình luận về việc đồng rúp suy yếu, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết rằng điều này có lợi cho các công ty xuất khẩu trong tình hình địa chính trị hiện tại. Tôi không nói tỷ giá hối đoái là tốt hay xấu, ông Siluanov tuyên bố. Lưu ý rằng tỷ giá hối đoái yếu sẽ thúc đẩy xuất khẩu và giúp chính phủ Nga tăng doanh thu ngân sách tính bằng đồng rúp đồng rút đã lao dốc về giá trị ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Từ tỷ giá trước chiến sự vào khoảng 75 rút đổi 1 đô la xuống còn gần 134 rút đổi 1 đô la vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. Sau đó, đồng rút đã phục hồi đáng kể trước khi lại giảm chậm. Giá trị của đồng rút bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 9 năm 2024 lên đến đỉnh điểm là sự sụp đổ vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Ấn phẩm New Voice của Ukraine cảnh báo việc mất Poros, đồng thời là mỏ duy nhất ở Ukraine, có trữ lượng than gốc chiến lược, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ngành luyện kim ở nước này. Cơ sở công nghiệp Poroskoi số 1 là tài sản chiến lược của Ukraine đối với toàn bộ ngành luyện kim. Ấn phẩm nhắc lại rằng vào năm 2023, Ukraine đã tự cung cấp hơn 90% than cốc cho riêng mình, chủ yếu được cung cấp từ mỏ nói trên. Việc mất đi sẽ dẫn đến nhu cầu nhập khẩu than. Điều này tất nhiên sẽ khiến giá các sản phẩm luyện kim tăng đáng kể. Ngoài ra việc mất quyền kiểm soát việc quản lý mỏ Poroskoi đã dẫn đến sự sụp đổ của ngành luyện kim. Theo dự báo sản lượng có thể giảm đi một nửa, thậm chí nhiều hơn tại các doanh nghiệp sử dụng gang trong quá trình sản xuất thép. Vì vậy thay vì tăng sản lượng lên 10 triệu tấn thép, sản lượng có thể giảm xuống còn 3,5 triệu tấn mỗi năm. Đại diện ngành luyện kim cho biết đây sẽ là một đòn chí mạng đối với toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Poros là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Donetsk. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một ngã ba đường sắt lớn với các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua nối Donetsk với vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Poros còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Donetsk là Kramatorsk và Slavyan. Hướng Poros vẫn là một trong những khu vực đầy thách thức nhất của mặt trận. Trước đó có thông tin cho biết lực lượng Nga chỉ cách Poros 11 km, khiến chính quyền địa phương phải kêu gọi sơ tán. Theo tổng tư lệnh Oleksandr Siskii, quân đội Nga có lợi thế về nhân lực và trang thiết bị, hơn 50 cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày với tổn thất của đối phương lên tới 300 binh sĩ mỗi ngày. Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng trận chiến giành Poros có thể bắt đầu trong tương lai gần. Ngoài ra, tổng thống Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng cường hơn nữa hướng Poros. Trước đó, CNN đưa tin về vấn đề đào ngũ cấp bách trong quân đội Ukraine. Cần lưu ý rằng tình hình đặc biệt thảm khốc đối với các đơn vị ở khu vực Poros và tại các điểm khác ở mặt trận phía đông. Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ có phản ứng thích đáng đối với mọi cuộc tấn công mà Ukraine thực hiện nhằm vào Nga bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây tổng thống vladimir putin chỉ ra rằng việc ukraina được phương tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa là bước đi vô trách nhiệm làm leo thang căng thẳng nếu những tên lửa này được sử dụng chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng thích hợp mỗi lần thực tế này sẽ tiếp tục ông dmitry peskov cho biết tuần trước người phát ngôn điện kremlin cho biết bằng cách cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ nga mỹ đã phớt lờ cảnh báo của ông putin điều này đã gây ra phản ứng quyết liệt từ moscow trong bài phát biểu tại Saint Petersburg vào vài tháng trước, nhà lãnh đạo Nga đã gửi một tín hiệu rõ ràng, không mơ hồ, có lý lẽ tới các nước phương Tây. Người ta hy vọng rằng họ sẽ chú ý đến lời cảnh báo này, nhưng sự kết hợp giữa tính cuồng nhiệt và khao khát trả thù chính trị trong nước của những người ra quyết định ở Washington đã khiến lời cảnh báo của Moscow bị phớt lờ, ông Peskov nói. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ông sẽ làm mọi việc để chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Zelensky nói, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Liên minh châu Âu-EU cần gây sức ép lớn đối với Nga. Bên cạnh việc củng cố Ukraine, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine mới có thể nhanh chóng chấm dứt. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, việc chấm dứt xung đột không đơn giản, nhưng hòa bình có thể diễn ra vào năm 2025, tùy thuộc vào quyết định của các nhà lãnh đạo thế giới. Đề cập tới Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Zelensky nói, Ukraine phải làm việc với ông Trump. Mỹ là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine nên điều đó rất quan trọng. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, tôi muốn làm việc trực tiếp với ông Trump vì có nhiều tiếng nói khác nhau xung quanh ông ấy. Ông Zelensky đã gặp và nói chuyện với Tổng thống Mỹ đắc cử vào hồi tháng 9 khi tới New York. Theo người đứng đầu Ukraine, hiện cần có nhiều cuộc gặp hơn nữa cùng với một kế hoạch thực sự. Khi được hỏi NATO hoặc Mỹ có thể cung cấp gì cho Ukraine nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ, ông zelensky nói vấn đề mà ukraine muốn giải quyết hiện giờ là trang bị đầy đủ vũ khí cho binh sĩ thay vì số lượng quân tổng thống ukraine nói ông đã đề nghị các đối tác cung cấp thiết bị cho ukraine hơn một năm trước nhưng vẫn chưa được lắng nghe trước câu hỏi tại sao lại như vậy ông zelensky trả lời một số thủ tục hành chính một số quyết định một số nghĩ đó không phải là ưu tiên trong cuộc xung đột này mọi thứ luôn diễn ra như vậy Liên quan tới viện trợ quân sự, ông Zelensky cho hay, ông biết ơn những gì đã nhận được nhưng sự tồn tại của miền đông nước này, nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh, phụ thuộc vào việc có các lữ đoàn được trang bị vũ khí. Khi được hỏi cuộc xung đột ảnh hưởng tới cá nhân như thế nào, Tổng thống Zelensky trả lời, ông có cảm nhận tương tự người dân Ukraine. Chúng tôi đã mất nhiều nhưng tìm thấy nhiều hơn, chúng tôi đã tìm thấy chính mình, chúng tôi đã tìm thấy bản sắc của mình. Về gia đình, ông nói thêm, Mặc dù chúng tôi sống xa nhau, mặc dù chúng tôi không thể gặp nhau từng khoảnh khắc hoặc từng ngày, nhưng chúng tôi luôn gần gũi. Ấn phẩm New Voice của Ukraine cảnh báo việc mất Poros, đồng thời là mỏ duy nhất ở Ukraine, có trữ lượng than gốc chiến lược, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ngành luyện kim ở nước này. Cơ sở công nghiệp Poroskoi số 1 là tài sản chiến lược của Ukraine đối với toàn bộ ngành luyện kim ấn phẩm nhắc lại rằng vào năm 2023, Ukraine đã tự cung cấp hơn 90% than cốc cho riêng mình, chủ yếu được cung cấp từ mỏ nói trên. Việc mất đi sẽ dẫn đến nhu cầu nhập khẩu than, điều này tất nhiên sẽ khiến giá các sản phẩm luyện kim tăng đáng kể. Ngoài ra, việc mất quyền kiểm soát việc quản lý mỏ Poroskoi đã dẫn đến sự sụp đổ của ngành luyện kim. Theo dự báo sản lượng có thể giảm đi một nửa, thậm chí nhiều hơn tại các doanh nghiệp sử dụng gang trong quá trình sản xuất thép. Vì vậy thay vì tăng sản lượng lên 10 triệu tấn thép, sản lượng có thể giảm xuống còn 3,5 triệu tấn mỗi năm. Đại diện ngành luyện kim cho biết, đây sẽ là một đòn chí mạng đối với toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Poros là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Donetsk. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61.000 người. Ở đây có một ngã ba đường sắt lớn, với các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua, nối Donetsk với vùng Dnipropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua Poros còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Donetsk là Karamatov và Slavian. Hướng Poros vẫn là một trong những khu vực đầy thách thức nhất của mặt trận, Trước đó có thông tin cho biết lực lượng Nga chỉ cách Poros 11 km, khiến chính quyền địa phương phải kêu gọi sơ tán. Theo tổng tư lệnh Oleksandr Siski, quân đội Nga có lợi thế về nhân lực và trang thiết bị, hơn 50 cuộc giao tranh diễn ra hàng ngày với tổn thất của đối phương lên tới 300 binh sĩ mỗi ngày. Các chuyên gia quân sự cũng lưu ý rằng trận chiến giành Poros có thể bắt đầu trong tương lai gần. Ngoài ra, tổng thống Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng lực lượng vũ trang Ukraina sẽ tăng cường hơn nữa hướng Poros trước đó cnn đưa tin về vấn đề đào ngũ cấp bách trong quân đội ukraina cần lưu ý rằng tình hình đặc biệt thảm khốc đối với các đơn vị ở khu vực poros và tại các điểm khác ở mặt trận phía đông người phát ngôn chính thức của điện kremlin dmitry peskov cho biết nga sẽ có phản ứng thích đáng đối với mọi cuộc tấn công mà ukraina thực hiện nhằm vào nga bằng cách sử dụng vũ khí tầm xa của phương tây tổng thống vladimir putin chỉ ra rằng việc ukraine được phương tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa là bước đi vô trách nhiệm làm leo thang căng thẳng nếu những tên lửa này được sử dụng chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng thích hợp mỗi lần thực tế này sẽ tiếp tục ông dmitry peskov cho biết tuần trước người phát ngôn điện kremlin cho biết bằng cách cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ nga mỹ đã phớt lờ cảnh báo của ông putin điều này đã gây ra phản ứng quyết liệt từ moscow trong bài phát biểu tại Saint Petersburg vào vài tháng trước, nhà lãnh đạo Nga đã gửi một tín hiệu rõ ràng, không mơ hồ, có lý lẽ tới các nước phương Tây. Người ta hy vọng rằng họ sẽ chú ý đến lời cảnh báo này, nhưng sự kết hợp giữa tính cuồng nhiệt và khao khát trả thù chính trị trong nước của những người ra quyết định ở Washington đã khiến lời cảnh báo của Moscow bị phớt lờ, ông Peskov nói. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố ông sẽ làm mọi việc để chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào năm 2025. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông Zelensky nói, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump và Liên minh châu Âu-EU cần gây sức ép lớn đối với Nga. Bên cạnh việc củng cố Ukraine, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine mới có thể nhanh chóng chấm dứt. Tổng thống Ukraine cho biết thêm, việc chấm dứt xung đột không đơn giản, nhưng hòa bình có thể diễn ra vào năm 2025, tùy thuộc vào quyết định của các nhà lãnh đạo thế giới. Đề cập tới Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump, ông Zelensky nói, Ukraine phải làm việc với ông Trump. Mỹ là nước ủng hộ lớn nhất của Ukraina nên điều đó rất quan trọng. Nhà lãnh đạo Ukraina cho biết thêm, tôi muốn làm việc trực tiếp với ông Trump vì có nhiều tiếng nói khác nhau xung quanh ông ấy. Ông Zelensky đã gặp và nói chuyện với tổng thống Mỹ đắc cử vào hồi tháng 9 khi tới New York. Theo người đứng đầu Ukraina, hiện cần có nhiều cuộc gặp hơn nữa cùng với một kế hoạch thực sự. Khi được hỏi NATO hoặc Mỹ có thể cung cấp gì cho Ukraina nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt binh sĩ, ông zelensky nói vấn đề mà ukraine muốn giải quyết hiện giờ là trang bị đầy đủ vũ khí cho binh sĩ thay vì số lượng quân tổng thống ukraine nói ông đã đề nghị các đối tác cung cấp thiết bị cho ukraine hơn một năm trước nhưng vẫn chưa được lắng nghe trước câu hỏi tại sao lại như vậy ông zelensky trả lời một số thủ tục hành chính một số quyết định một số nghĩ đó không phải là ưu tiên trong cuộc xung đột này mọi thứ luôn diễn ra như vậy liên quan tới viện trợ quân sự, ông Zelensky cho hay, ông biết ơn những gì đã nhận được nhưng sự tồn tại của miền đông nước này, nơi diễn ra phần lớn các cuộc giao tranh, phụ thuộc vào việc có các lữ đoàn được trang bị vũ khí. Khi được hỏi cuộc xung đột ảnh hưởng tới cá nhân như thế nào, Tổng thống Zelensky trả lời, ông có cảm nhận tương tự người dân Ukraine. Chúng tôi đã mất nhiều nhưng tìm thấy nhiều hơn, chúng tôi đã tìm thấy chính mình, chúng tôi đã tìm thấy bản sắc của mình. Về gia đình, ông nói thêm, Mặc dù chúng tôi sống xa nhau, mặc dù chúng tôi không thể gặp nhau từng khoảnh khắc hoặc từng ngày, nhưng chúng tôi luôn gần gũi. Tình hình chiến sự tại miền đông Ukraine đang diễn biến ngày càng phức tạp khi các lực lượng Nga tăng cường tấn công, áp đảo bằng số lượng. Ukraine, với nguồn lực hạn chế, phải phụ thuộc nhiều vào máy bay không người lái UAV để đối phó. Song tình trạng thiếu nhân lực và sự hao mòn trên chiến trường khiến quân đội nước này rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát khu định cư Nova Ilinka gần thị trấn chiến lược Kurakhovi thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Đây là bước tiến mới nhất trong chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga tại khu vực này, nơi giao tranh khốc liệt đã kéo dài suốt hơn 33 tháng qua. Nova Ilinka, nằm gần hồ chứa nước đối diện với Kurakhovi, được coi là cửa ngõ quan trọng dẫn tới thị trấn Poros ở phía bắc. Cả hai khu vực này đều là mục tiêu chiến lược tiếp theo trong chiến dịch tiến công của Nga tại Donetsk. Tổng thống Ukraine Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm gọi khu vực này là một trong những điểm nóng giao tranh ác liệt nhất. Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Ukraine đã đẩy lùi 30 trong số 36 cuộc tấn công gần Kurakhovi và 26 trong số 35 cuộc tấn công gần Poros trong ngày. Tuy nhiên, 6 cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn, làm tăng thêm mức độ căng thẳng tại vùng chiến sự. Poros trong những ngày gần đây đã ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các cuộc tấn công từ Nga. Các cuộc tấn công liên tục của Nga tại Poros không chỉ sử dụng lực lượng bộ binh đông đảo mà còn phối hợp chặt chẽ với các đợt pháo kích và sử dụng máy bay không người lái UAV để do tìm và phá hủy các mục tiêu chiến lược. Một điểm đáng chú ý là Nga dường như đã chuẩn bị lực lượng dự trữ lớn, liên tục thay thế những binh sĩ bị thương vong bằng lực lượng mới. Sự dồi dào với nhân lực và khí tài cho phép Nga duy trì cường độ tấn công cao trong thời gian dài, gây sức ép lớn lên các lực lượng phòng thủ của Ukraine. Theo báo cáo của CNN, nhân lực của Ukraine tại khu vực này đang giảm sút nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ đột phá từ phía Nga. Một số chỉ huy thừa nhận sự thiếu hụt bộ binh khiến các khu vực phòng thủ trở nên dễ tổn thương, trong khi lực lượng UAV không đủ để ngăn chặn toàn bộ các cuộc tấn công từ đối phương. Poros không chỉ đơn thuần là một thành trì chiến lược trên bản đồ chiến sự miền đông Ukraine, mà còn là đóng vai trò như một trung tâm hậu cần và vận tải trọng yếu, Thị trấn này là điểm giao thoa quan trọng, nối các tuyến đường cung cấp cho các hoạt động quân sự của Ukraine trong khu vực Donetsk. Nếu Poros rơi vào tay Nga, hậu quả sẽ vượt xa khuôn khổ quân sự, tạo ra những biến động nghiêm trọng cả về chiến lược, kinh tế và chính trị cho Ukraine. Đây là một trong những tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở vùng Donetsk, ngăn cản lực lượng Nga tiến sâu hơn về phía Tây. Việc Nga kiểm soát Poros sẽ mở ra con đường trực tiếp đến Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine và là khu trung tâm công nghiệp lớn. Nếu Nga tận dụng được Poros làm bàn đạp, họ có thể mở rộng các chiến dịch tấn công về phía Bắc và phía Tây, đe dọa trực tiếp toàn bộ hệ thống phòng thủ của Ukraine. Michel Kaufman, chuyên gia hàng đầu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhấn mạnh rằng nếu Poros thất thủ, Ukraine sẽ phải đối mặt với một bài toán khó khăn trong việc xây dựng tuyến phòng thủ mới. Từ Poros đến Polorad, không còn nhiều khu vực thích hợp để thiết lập một phòng tuyến hiệu quả. Ông Kaufman cảnh báo, Điều này sẽ khiến toàn bộ miền Tây Ukraine trở nên mong manh hơn trước các cuộc tấn công quy mô lớn từ phía Nga. Ngoài ra, Poros còn mang một ý nghĩa đặc biệt về kinh tế. Nơi này là nguồn cung cấp than đá luyện kim chính cho ngành công nghiệp luyện thép và sắt, vốn là trụ cột kinh tế quan trọng của Ukraine. Ngành thép không chỉ mang lại hàng nghìn việc làm mà còn là một nguồn đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia. Trước xung đột, Ukraine là một trong những nhà sản xuất thép lớn ở châu Âu, nhưng sản lượng hiện đã giảm xuống còn chưa đến 1 phần 3. Nếu Nga chiếm được Boros, điều đó không chỉ đơn thuần là một chiến thắng chiến thuật mà còn là một tín hiệu cho thấy rằng Nga có thể giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trong bối cảnh này, Kiev sẽ đối mặt với áp lực gia tăng từ cả trong và ngoài nước để tìm kiếm các giải pháp hòa bình hoặc phải tăng cường các biện pháp phòng thủ nhằm giữ vững các vùng lãnh thổ còn lại. Việc thiếu hụt nhân lực đang là vấn đề nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Một chỉ huy tại Poros chia sẻ, trong trận chiến bảo vệ thị trấn Selidovi gần đây, chỉ có 6 vị trí phòng thủ được triển khai với khoảng 60 binh sĩ tham gia. Những lực lượng này nhanh chóng bị bao vây áp đảo bởi số lượng lính Nga vượt trội, buộc phải rút lui với tổn thất lớn. Các chỉ huy quân sự ở đây nhấn mạnh rằng tình trạng thiếu bộ binh khiến nhiều khu vực trở thành điểm yếu, tạo điều kiện cho quân đội Nga tiến sâu vào Ngoài ra tình trạng sai sót trong chỉ huy cũng được nhắc đến. Một số binh sĩ chia sẻ về những vụ tấn công nhầm lẫn giữa các đơn vị Ukraine với nhau dẫn đến thương vong không đáng có. Những vấn đề này làm giảm sút tinh thần và khả năng tổ chức của lực lượng Ukraine tại tiền tuyến, trong khi các đợt tấn công của Nga ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó, tinh thần của quân đội Ukraine đang ngày càng suy yếu. Một số binh sĩ thẳng thắn thừa nhận sự mệt mỏi và tuyệt vọng sau nhiều tháng chiến đấu liên tục mà không được bổ sung nhân lực hoặc nguồn lực. Những hình ảnh và câu chuyện từ tiền tuyến cho thấy quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những khó khăn không chỉ từ đối phương mà còn từ nội bộ và tình hình thực địa. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, nhiều binh sĩ Ukraine lo lắng về triển vọng hòa bình khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức vào tháng 1. Một số binh sĩ cho rằng bất kỳ sáng kiến hòa bình nào cũng có thể dẫn đến việc Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ, làm suy yếu những nỗ lực mà họ đã đánh đổi bằng máu và mạng sống một tay súng bắn tỉa ukraine nhận định rằng đóng băng cuộc chiến có thể là con dao hai lưỡi làm mất đi những thành quả đã đạt được và tạo điều kiện cho nga củng cố vị thế trong khi đó các chỉ huy khác cảnh báo rằng nga sẽ không từ bỏ việc sử dụng chiến thuật tấn công tổng lực để giành ưu thế trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào được tiến hành trong khi sức ép từ các cuộc tấn công của nga tại poros và các khu vực khác tiếp tục gia tăng ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực tài nguyên và áp lực quốc tế dù các uav đã chứng tỏ hiệu quả trong việc làm chậm bước tiến của nga nhưng việc dựa vào công nghệ mà thiếu sự phối hợp từ bộ binh đang đẩy ukraine vào thế bất lợi khi mùa đông đang đến gần cả nga và ukraine đều đang phải đối mặt với những thách thức từ thời tiết khắc nghiệt tuy nhiên cường độ tấn công từ phía nga cho thấy moscow quyết tâm tận dụng mọi cơ hội để giành lợi thế chiến lược trong khi ukraine đang cố gắng cầm cự với hy vọng vào sự hỗ trợ từ phương tây và các sáng kiến ngoại giao tiềm năng trên chiến trường, quân đội Nga đã gặt hái được nhiều lợi ích ở Ukraine trong tuần qua, với việc chiếm giữ hơn 144 km vuông lãnh thổ và đạt được những bước tiến quân sự nhanh chóng nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra cách đây gần 3 năm. Điều này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Ukraine tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Nga bằng tên lửa do Mỹ sản xuất trong tuần qua, khiến Điện Kremlin cảnh báo về nguy cơ trả đũa hạt nhân. Trên thực địa, các lực lượng Nga cuối cùng đã tiến vào thị trấn tiền tuyến quan trọng Kurakhovi ở vùng Donetsk. Khi các cuộc giao tranh diễn ra ở thị trấn đổ nát này, Nga đã tiếp tục tấn công quân đội Ukraine bằng pháo binh và bom lượn. Mặt trận đang sụp đổ. Bunyatov, một chỉ huy trung đội Ukraine, viết trên Telegram. Quan chức này cho rằng việc Ukraine không đủ binh sĩ, đạn pháo và máy bay không người lái để ngăn chặn quân Nga sẽ khiến thành trì Kurakhovi nhanh chóng sụp đổ. Các blogger quân sự Nga cũng đã đăng tải những bản ghi âm để chứng minh quân đội nước này đã tiến tới trung tâm thị trấn. Phát biểu với các phóng viên, ông Putin nhắc đến các cuộc tấn công vào ông Trump, bao gồm một cuộc tấn công ở Pennsylvania vào tháng 7 trong cuộc vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa tại Buller, nơi ông bị thương khi một viên đạn sượt qua tay, khiến tay chảy máu rất nhiều. Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 9 tại khu điền trang câu lạc bộ chơi golf Maalago của ông Trump ở Florida, nơi một người đàn ông đã bị bắt vì bị cáo buộc định vị mình bằng một khẩu súng trường tại một trong những sân golf của ông Trump. Ông Putin mô tả các cuộc tấn công là thiếu văn minh và bày tỏ ông bị sốc trước những lời chỉ trích gay gắt mà ông Trump và gia đình ông phải đối mặt trong cuộc bầu cử. Ông cảnh báo rằng mặc dù ông Trump thông minh nhưng ông vẫn gặp nguy hiểm và khuyến cáo ông Trump phải thận trọng. Theo như tôi có thể tưởng tượng, vị Tổng thống mới đắc cử là một người thông minh và đã có khá nhiều kinh nghiệm. Tôi nghĩ ông ấy sẽ tìm ra giải pháp. Nhà lãnh đạo Nga trích dẫn những phương pháp hoàn toàn thiếu văn minh được sử dụng để chống lại ông Trump, bao gồm các nỗ lực ám sát đồng thời cảnh báo ông ấy không an toàn vào lúc này. Ông Putin suy đoán rằng Hoa Kỳ có thể đang leo thang căng thẳng với Nga bằng việc trích dẫn quyết định gần đây của chính quyền Joe Biden nhằm trao cho Ukraine một lợi thế. Ông cho rằng đây là một chiến lược để cung cấp cho Trump một cái gì đó để đảo ngược nếu ông trở lại nhiệm sở, hoặc là một động thái làm phức tạp mối quan hệ của ông với Nga. Ông Putin nhắc lại rằng Moscow vẫn cởi mở đối thoại, trong khi đó ông Trump đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Mặc dù ông có kế hoạch thực hiện như thế nào vẫn còn chưa rõ ràng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, tên lửa siêu vật âm thế hệ mới Oreshnik của nước này có thể nhắm đến những mục tiêu đầu não của Ukraine ở thủ đô Kiev. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ứng với những cuộc tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây chế tạo, trong đó có khả năng tiếp tục thử nghiệm tên lửa Oreshnik trong điều kiện chiến đấu như ngày 21 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Ông cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đang lựa chọn mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Đó có thể là cơ sở quân sự, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hoặc các trung tâm đầu não ra quyết định ở thủ đô Kiev. Theo dữ liệu mở, có nhiều cơ sở công nghiệp ở Kiev có thể rơi vào tầm ngắm của Nga, trong số đó có Atem, Radio Meritel, Borasnik, nhà máy chế tạo xe bọc thép Kiev cũng như các doanh nghiệp đóng và sửa chữa tàu. Các cơ sở này chiếm diện tích đáng kể và ẩn sâu khiến chúng trở thành mục tiêu chiến lược của Nga hệ thống phòng thủ của Kiev được ưu tiên hơn so với các thành phố khác ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố hiện nay không hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn tên lửa siêu vật âm thế hệ mới Oreshnik. Ông cho biết Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như bom Mặc dù không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng Oreshnik vẫn có khả năng gây ra sự hủy diệt lớn mà không cần sử dụng năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng Oresnik vẫn có thể đánh trận và việc Nga tung ra Oresnik ở thời điểm này chỉ là chiến thuật nhằm làm gián đoạn những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Nga Putin đã đe dọa sẽ tấn công Ukraine một lần nữa bằng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới sau cuộc tấn công mới nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng. Tổng thống Putin tuyên bố các cuộc tấn công này là phản ứng trước các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATCMS do Mỹ sản xuất. Ông cũng cảnh báo sẽ xem xét phóng thêm tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới của Nga. Loại tên lửa này được bắn lần đầu tiên vào khu vực Dnipro của Ukraine vào tuần trước. Tờ Rossiya Gazeta do chính phủ Nga điều hành đã đưa tin với tiêu đề cơn hoảng loạn đối với thị trường tiền tệ của Nga. Trong khi tờ Moskovsky, Komsomolet tại Moscow đưa tin đồng rúp đã sụp đổ. Theo Newsweek, vào thời điểm thấp nhất hôm 27 tháng 11, đồng rúp gần chạm mức 113 rúp đổi 1 đô la, khiến Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động mua ngoại tệ trong phần còn lại của năm 2024 và bán đồng nhân dân tệ Trung Quốc để khắc phục tình hình. Động thái này đã thành công một phần khi vào ngày 28 tháng 11, đồng rúp đã tăng lên gần 108 rúp đổi 1 đô la, mặc dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 104 rúp đổi 1 đô la ghi nhận vào hồi đầu tuần này. Tờ báo kinh doanh Kommersant của Nga đã khuyên độc giả hãy giữ chặt tiền rút của bạn và nói thêm rằng vào thứ tư ngày 27 tháng 11, thông tin từ thị trường tiền tệ giống như các báo cáo từ một vùng chiến sự. Kommersant cho rằng sự sụp đổ này phần lớn là do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các tổ chức tài chính của Nga, chủ yếu là Gazprombank mà qua đó các nước châu Âu thanh toán cho khí đốt qua đường ống của Nga. Vào ngày 21 tháng 11, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với hàng chục ngân hàng Nga trước đây từng được sử dụng để thanh toán quốc tế, bao gồm cả Gazprombank, ngân hàng lớn thứ ba của Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các khoản thanh toán cho các hoạt động xuất khẩu. Theo tờ Financial Times của anh, Mỹ trước đây đã tránh trừng phạt Gazprombank để các nước châu Âu có thể tiếp tục thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt từ Nga. Tờ báo Gazeta có ảnh hưởng tại Nga đưa tin rằng kể từ đầu tháng 11, đồng rúp đã giảm hơn 11% so với đô la. Tờ này cho biết đây không chỉ là sự suy yếu đáng kể mà còn là sự suy yếu nhanh chóng một cách đáng sợ của tỷ giá đồng rúp, trở thành một yếu tố lạm phát quan trọng về mặt thống kê với hậu quả tiêu cực đối với thị trường trong nước. Một tờ báo kinh doanh khác của Nga là RBK Daily lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương Nga có thể sử dụng công cụ của chính mình, đó là tăng lãi suất Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất tiêu chuẩn lên 21% vào hồi tháng 10 để kiểm soát lạm phát liên tục ở mức cao. Đây là hậu quả của việc chính phủ Nga chi tiêu nhiều cho cuộc chiến với Ukraine và tăng lương ở một số ngành nghề. Theo cơ quan thống kê Liên bang Nga, lạm phát của nước này đạt đỉnh ở mức hơn 9% vào hồi mùa hè năm nay, sau đó đã giảm xuống còn 8,5% vào tháng 10. Alexan Cepeles, chuyên gia chứng khoán tại công ty môi giới BCS World of Investment có trụ sở tại Nga, chia sẻ rằng rất nhiều điều phụ thuộc vào việc Nga sớm hình thành các kênh thay thế cho dòng tiền vào và ra, có khả năng cân bằng cung cầu của mình như thế nào. Chuyên gia Sepelev lưu ý rằng điều này sẽ giúp giảm dần áp lực lên đồng tiền của Nga. Và trong khi thị trường mất cân bằng nghiêm trọng và các cơ quan tài chính không vội can thiệp vào tình hình, thì áp lực lên đồng giúp vẫn sẽ tiếp diễn. Ông nói, ngoài ra đồng rút đang chịu áp lực từ nhu cầu nhập khẩu tăng theo định kỳ, chi tiêu ngân sách tăng đột biến thường thấy vào cuối năm, Áp lực địa chính trị gia tăng và đồng đô la Mỹ tăng giá trên thị trường toàn cầu. Các nhà phân tích cho rằng Ngân hàng Trung ương và các cơ quan tài chính của Nga có thể can thiệp để hỗ trợ đồng rúp. Bình luận về việc đồng rúp suy yếu, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết rằng điều này có lợi cho các công ty xuất khẩu trong tình hình địa chính trị hiện tại. Tôi không nói tỷ giá hối đoái là tốt hay xấu, ông Siluanov tuyên bố. Lưu ý rằng tỷ giá hối đoái yếu sẽ thúc đẩy xuất khẩu và giúp chính phủ Nga tăng doanh thu ngân sách tính bằng đồng rúp. Đồng rút đã lao dốc về giá trị ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Từ tỷ giá trước chiến sự vào khoảng 75 rút đổi 1 đô la xuống còn gần 134 rút đổi 1 đô la vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. Sau đó đồng rút đã phục hồi đáng kể trước khi lại giảm chậm. Giá trị của đồng rút bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 9 năm 2024 lên đến đỉnh điểm là sự sụp đổ vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Trang tin tức Jacalo Nedeli đầu tuần này dẫn cuộc thăm dò đánh giá sở thích bầu cử của người dân Ukraine nếu diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ngày lúc này. Cuộc khảo sát cho thấy chỉ có 16% cử tri Ukraine sẽ ủng hộ ông Zelensky tái đắc cử. Cựu tướng lĩnh cấp cao Ukraine, ông Valery Chaluny sẽ nhận được 27% sự ủng hộ nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay bây giờ. Ông Jaluni bị cách chức tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang vào hồi tháng 2 và hiện đang là đại sứ của Kiev tại London cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, người đã thua ông Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019, sẽ nhận được 7% sự ủng hộ. Tiếp theo là Giám đốc Tình báo quân sự Kiri Budanov với 6%. 15% số người được hỏi cho biết họ không biết mình sẽ bỏ phiếu cho ai, trong khi 10% trả lời rằng họ sẽ không bỏ phiếu. Nghiên cứu do công ty tư vấn quốc tế American Political Service ủy quyền cho Hiệp hội Xã hội học Ukraine tiến hành từ ngày 15 đến 21 tháng 11 thông qua các cuộc phỏng vấn qua điện thoại và có sự tham gia của 1.200 người. Đây là cuộc thăm dò đầu tiên đánh giá sở thích bầu cử của người Ukraine kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2 năm 2022. Kết quả đã phần nào phản ánh được tâm lý của người dân Ukraine về người đang đứng đầu đất nước trong tình trạng xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Ông Zelensky vẫn nắm quyền ở Ukraine, mặc dù nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5. Do tình trạng thiết quân luật, ông Zelensky đã hủy bỏ cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine tiếp theo. Đầu tháng này, ông Zelensky tiếp tục gia hạn biện pháp này một lần nữa, cho đến ngày 7 tháng 2 năm 2025. Vài tuần trước, cơ quan tình báo đối ngoại Nga cho biết Washington đang cân nhắc tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội tại Ukraine vào năm tới như một biện pháp hợp pháp để thay thế ông Zelensky và chính phủ của ông. Bộ Ngoại giao Mỹ tin rằng nhà lãnh đạo Ukraine đang hành động quá đáng và muốn ông ra đi. Theo thông tin từ cơ quan gián điệp Nga, giới chính trị Mỹ đã quyết định bắt đầu công tác chuẩn bị nhằm tạo điều kiện cho việc phát động chiến dịch bầu cử tại Ukraine. Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch sẽ chứng kiến các tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ sử dụng các cấu trúc của xã hội dân sự Ukraine do họ kiểm soát để thúc đẩy ý tưởng tổ chức một cuộc bầu cử. Sau khi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng, các ứng viên sẽ được lựa chọn phối hợp với Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 1.000 ngày chiến sự, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về hậu quả khủng khiếp, có thể là chiến tranh hạt nhân, nếu họ leo thang bằng cách cung cấp cho Ukraine. Trong tháng này, những cảnh báo của Nga trở nên dữ dội hơn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép ký ép dùng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Sau bước đi này, Tổng thống Putin đã sửa đổi học thuyết hạt nhân của Nga và bắn một tên lửa đạn đạo mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào Ukraine. Thông điệp này được coi là một lời cảnh báo rõ ràng gửi tới các bên ủng hộ Ukraine. Đừng thử thách chúng tôi! Tuy nhiên, giới phân tích phương Tây cho rằng sau gần 3 năm chiến sự, những lời cảnh báo như vậy đã trở nên quen thuộc. Mỗi lần Ukraine đưa ra yêu cầu, ban đầu là xe tăng, sau đó đến máy bay chiến đấu, bom chùm, tên lửa tầm xa. Các đồng minh phương Tây lại đau đầu không biết có nên chấp thuận hay không vì lo ngại điều đó sẽ làm leo thang xung đột và khiến Nga phản ứng mạnh. Mỗi lần như vậy, phương Tây cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của Ukraine, biến điều cấm kỵ trong một thời gian dài trở thành điều bình thường mới. Các nhà phân tích phương Tây nói rằng có rất ít lý do để tin lần này sẽ khác. Họ cho rằng đây sẽ là một ví dụ nữa cho thấy chiến lược thành công của Điện Kremlin trong việc buộc phương Tây phải nhìn nhận cuộc xung đột theo điều kiện và khái niệm của Nga, khi mỗi nỗ lực mới nhằm hỗ trợ Ukraine đều bị coi là sự leo thang lớn. Ngoài chiến trường, Điện Kremlin đã buộc phương Tây phải lập luận từ tiền đề của Nga thay vì tiền đề của chính mình và đưa ra quyết định dựa trên thực tế mà Nga tạo ra để từ đó Moscow giành chiến thắng trong thế giới thực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh viết trong báo cáo. Ông Katerina Stepanenko, đồng tác giả của báo cáo, nói rằng chiến lược này là sự hồi sinh của khái niệm kiểm soát phản ứng thời Liên Xô, trong đó một quốc gia áp lựa chọn của mình lên đối thủ, buộc đối thủ phải đưa ra quyết định đi ngược lại lợi ích của chính mình. Các cuộc tranh luận dai dẳng và sự chậm trễ trong viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine là ví dụ rõ ràng về chiến lược kiểm soát phản ứng thành công của Điện Kremlin. Ông Stepanenko nhận xét. Theo các nhà nghiên cứu, có thể nhìn thấy chiến lược này trong cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa Oreshnik vừa qua. Tổng thống Putin tuyên bố đây là phản ứng của Nga đối với quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Nhà nghiên cứu Stepanenko cho rằng những thay đổi chính sách gần đây của phương Tây sau khi khoảng 11.000 quân Triều Tiên được nói là đã đến Nga để hỗ trợ Moscow không phải là sự leo thang chính quyền mỹ đã đưa ra hệ thống tên lửa chiến thuật atacms tới ukraine vào đầu năm nay nhưng không cho phép kiev bắn vào lãnh thổ nga william abcry cựu giám đốc trung tâm kiểm soát vũ khí giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato cho rằng điều kiện này mang lại lợi ích to lớn cho nga thực tế là ukraine từ lâu đã phóng máy bay không người lái tự chế vào các mục tiêu ở tận thủ đô của nga và các vùng đất ở ukraine mà moscow đang kiểm soát vì thế, giới phân tích phương Tây cho rằng, việc tấn công bằng tên lửa tầm xa của phương Tây vào đất Nga chỉ là khác biệt về mức độ, không phải về bản chất. Trong hơn một năm, Kiev đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công Crimea, nơi Nga kiểm soát từ năm 2014. Trong nhiều tháng, Kiev đã được phép bắn ATACMS vào các vùng đất của Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Theo luật của Nga, Moscow coi những nơi đó là lãnh thổ thuộc chủ quyền của mình và cảnh báo về hậu quả thảm khốc nếu Ukraine tấn công vào đó bằng vũ khí của phương Tây. Vào tháng 5, Washington cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm ngắn của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga giáp biên giới với vùng Kharkiv ở miền đông bắc Ukraine. Trước khi Tổng thống Biden cho phép điều đó, Nga đã đưa ra cảnh báo hạt nhân. Chúng ta đã nhiều lần chứng minh rằng khi vượt qua danh giới đỏ giả, thực sự chẳng có gì xảy ra cả. Amber nói, Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này đánh giá những lời đe dọa của Nga đã đủ để ngăn cản phương Tây cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà khí tài mà nước này rất cần. Trong những ngày qua, nhiều lời cảnh báo đã được Nga đưa ra, tuy nhiên ông Albuquerque cho rằng có rất ít lý do để tin rằng lần này thực sự sẽ khác. Theo ông Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức, có vẻ như là đúng với mong muốn của Nga, sẽ khiến cho những cảnh báo của Nga ít có khả năng trở thành hiện thực hơn. Xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang, theo truyền thông quốc tế. Quân đội Nga tiến nhanh chưa từng có, tới 300 m mỗi ngày ở mặt trận Donbass. Quốc hội Ukraine đóng cửa lo ngại tên lửa Nga tấn công. Nguồn tin từ Kiev cho biết quân đội Nga trong những ngày qua đang tiến tới 300m mỗi ngày ở mặt trận phía đông. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra cảnh báo tới phương Tây bằng việc phóng tên lửa siêu thanh mới vào Ukraine. Về Khona Rada, quốc hội của Ukraine đã đóng cửa do lo ngại về một cuộc tấn công tên lửa ngày càng gia tăng của Nga. Vài ngày trước, thành phố Dnipropetrovsk của Ukraine đã bị tấn công bởi một tên lửa được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân. Theo thông tin, vụ tấn công đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột kéo dài 33 tháng giữa Nga và Ukraine. Kênh Deep State của quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga ở khu vực thành phố Kurakhovi, phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, đang tiến 200-300m đến mỗi ngày. Deep State cho biết tình hình trên thực địa tồi tệ hơn xung quanh Poros cũng là mục tiêu chính của Nga. Theo các nguồn tin ngoại giao, các quan chức NATO và Ukraine đã gặp nhau tại thủ đô Bruxelles của Bỉ vào ngày 26 tháng 11 để thảo luận về tình hình leo thang xung đột. Trong những ngày qua, thủ đô Kiev thường xuyên là mục tiêu của máy bay không người lái tự sát và tên lửa của Nga. Quốc hội Ukraine đã hủy bỏ cuộc thẩm vấn thường lệ vào ngày thứ Sáu đối với chính phủ vì lo ngại về các cuộc tấn công của Nga. Theo tờ Economist của Anh, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hơn 1.000 ngày qua, có từ 60.000 đến 100.000 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine đã thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 400.000 quân nhân bị thương nặng, khiến họ không có cơ hội tiếp tục tham gia chiến đấu. Economist nhấn mạnh rằng, tổn thất trong quân đội chiếm hơn 0,5% dân số Nam Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ, từ 18 đến 49 tuổi, cho đến năm 2022. Quy mô thiệt hại thực tế về người có thể còn cao hơn rất nhiều. Giới Economist trích dẫn các tính toán, theo đó cứ mỗi người lính thiệt mạng thì có 6 đến 8 người bị thương nặng. Vì vậy, một tỷ lệ đáng kể nam giới trong độ tuổi chiến đấu đã chết hoặc không thể tiếp tục chiến đấu. Theo giới The Economist, quân số chết và bị thương của Ukraine có tác động nghiêm trọng đến sự ổn định về nhân khẩu học và kinh tế của Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng những mất mát như vậy không chỉ gây ra vấn đề về nhân khẩu học mà còn dáng một đòn tâm lý nặng nề vào xã hội Ukraine, khiến cho việc huy động quân của Ukraine ngày càng trở nên khó khăn. Ngoài ra, giới phân tích cho rằng quân Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ những ngày đầu của cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt. Không chỉ vậy, trong những tháng qua, lực lượng Nga đã kiểm soát được khu vực có diện tích bằng nửa thủ đô London của Anh, Hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức Nga và phương Tây nhận định cuộc xung đột Nga-Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất sau khi Nga giành được những thắng lợi lớn về lãnh thổ, cũng như việc đồng minh cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất. Agensvo, nhóm tin tức độc lập của Nga, ước tính quân đội Nga đã kiểm soát gần 235 km vuông lãnh thổ Ukraine trong tuần qua. Đây là con số cao nhất tính theo tuần trong năm 2024. Kênh Deep State có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, chuyên nghiên cứu cảnh quay chiến đấu và cung cấp bản đồ tiền tuyến cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 11 năm 2024, quân đội Nga kiểm soát được 600 km vuông lãnh thổ Ukraine. Theo các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, quân đội Nga gần đây đã tiến quân nhanh hơn đáng kể so với năm 2023 đặc biệt là từ tháng 8 năm 2024, sau khi Kiev kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ở phía tây tỉnh Kursk, Nga. Kể từ đó, Nga đã tăng tốc kiểm soát lãnh thổ Ukraine. Bước tiến của quân đội Nga ở Đông Nam Ukraine chủ yếu xuất phát từ việc phát hiện và khai thác các điểm yếu trong phòng tuyến của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng khẳng định sẽ đạt được tất cả các mục tiêu ở Ukraine, bất chấp những phản đối từ phương Tây. Hình ảnh từ video cho thấy các tên lửa Nga đã tấn công chính xác mục tiêu khiến hai bệ phóng HIMARS của Ukraine bị phá hủy, chiếc thứ ba bị hư hại Quân đội Nga đã tấn công 3 bệ phóng tên lửa M142 HIMARS do Mỹ sản xuất, được triển khai cùng với lực lượng lữ đoàn đổ bộ đường không số 95 của Ukraine tại khu vực Sumy, Ukraine. Video về vụ tấn công đã xuất hiện trên truyền thông vào ngày 27 tháng 11. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác, khả năng cao là tên lửa phóng từ trên không hoặc mặt đất, đã nhắm vào các tập hợp quân sự của Ukraine gần khu định cư Maliborik, theo truyền thông Nga, vụ tấn công đã phá hủy hai bệ phóng HIMARS và làm hư hại nặng chiếc thứ ba. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Mỹ đã cung cấp cho các lực lượng Kiev ít nhất 39 bệ phóng HIMARS. Đức cũng đã hứa mua thêm 3 bệ phóng cho Ukraine vào đầu năm nay. Những bệ phóng này thường được trang bị loại rocket dẫn đường GPS M30-M31 của dòng GMLRS với tầm bắn hơn 70 km, hoặc tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS có tầm bắn từ 165 đến 300 km tùy theo phiên bản. Phần lớn bệ phóng HIMARS của Ukraine đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc làm hư hại. Ngoài ra, các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã làm giảm đáng kể hiệu quả của các bệ phóng này. Sau khi tấn công khu vực Kursk của Nga vào tháng 8, lực lượng Kiev đã triển khai nhiều bệ phóng còn lại tới khu vực biên giới Sumy. Điều này tạo cơ hội lớn cho quân đội Nga loại bỏ phần lớn những hệ thống này. Ngày hôm qua, quân đội Nga cũng đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Hậu quả của các vụ pháo kích đã khiến nhiều khu vực của Ukraine rơi vào tình trạng mất điện, buộc phải thực hiện các biện pháp cắt điện khẩn cấp. Theo các báo cáo chính thức, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Kiev cũng như khu vực Kiev, Dnipropetrov và Volyn. Các nhân chứng cho biết đã xảy ra hàng loạt vụ nổ lớn tại các thành phố lớn của Ukraine như Odessa, Lutsk, Kharkiv, Kirovhorat và Rini. Sau đó báo động không kích được vang lên, kích hoạt trên toàn quốc. Công ty năng lượng địa phương cũng xác nhận rằng nhiều cơ sở trọng yếu đã bị tấn công, dẫn đến gián đoạn hoạt động của mạng lưới điện, Tại thủ đô và khu vực bị ảnh hưởng, các công nhân đang khẩn trương làm việc để khôi phục cung cấp điện, nhưng chưa đưa ra thời gian cụ thể để khắc phục hoàn toàn hậu quả. Trong khi đó, đại diện chính quyền Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc tấn công trên. Theo dữ liệu trên trang theo dõi hoạt động của các máy bay chiến đấu, khoảng 20 máy bay ném bom Tu-95MS và Tu-160 của Nga đã cất cánh từ một căn cứ không quân ở miền Bắc và miền Trung Nga dạng sáng ngày 28 tháng 11. Hiện chưa rõ quy mô cụ thể, Song các nguồn tin quân sự cho biết đây là một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái UAV. Theo thông tin ban đầu, ít nhất 45 tên lửa hành trình của Nga, trong đó có Kalib và KH-101, được phát hiện bay vào không phận Ukraine, nhắm vào các hạ tầng quan trọng, bao gồm cơ sở năng lượng, cơ sở hậu cần quân sự. Nếu quốc gia mà chúng ta đang chiến đấu về cơ bản trở thành cường quốc hạt nhân, chúng ta nên làm gì? Trong trường hợp này chúng tôi sẽ sử dụng tất cả, tôi muốn nhấn mạnh là tất cả các phương tiện mà Nga có. Cho dù thế nào chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận ngày 28 tháng 11 về cách đáp trả của Moscow trong trường hợp Ukraine có vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Nga có công cụ khác nhau cho từng mục tiêu ở Ukraine đáp trả như thế nào và khi nào, bằng vũ khí gì sẽ tùy thuộc vào mục tiêu mà Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng lựa chọn vì đối với mỗi mục tiêu, đòi hỏi công cụ phù hợp. Ví dụ, việc dùng tên lửa siêu vật âm có độ chính xác cao nhằm vào mục tiêu ít giá trị là vô nghĩa, ông giải thích. Tuần trước, New York Times đưa tin một số quan chức Mỹ và châu Âu được cho là đã đề xuất trả lại vũ khí hạt nhân cho Ukraine người phát ngôn điện của Kremlin Peskov sau đó bình luận rằng các cuộc thảo luận về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine là vô trách nhiệm. Xung đột Nga-Ukraine đang ở bước ngoặt nguy hiểm khi các bên có những bước đi táo bạo gần đây. Phương Tây bắt đầu cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa do các nước này viện trợ để tấn công sâu vào Nga. Đáp lại, Tổng thống Putin phê chuẩn học thuyết hạt nhân sửa đổi, hạ thấp ngưỡng sử dụng hạt nhân, vạch lằn răn đỏ mới với phương Tây. Nga cũng phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới Odenis vào cơ sở công nghiệp quân sự ở Ukraine. Tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể ở Kazakhstan ngày 28 tháng 11, ông Putin tiết lộ hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10, đầu đạn của tên lửa đạn nhiệt độ 4.000 độ C có sức hủy diệt cao. Ông cho biết Odenis thậm chí có thể phá hủy các công trình kiên cố được bảo vệ nghiêm ngặt nằm sâu dưới lòng đất ông nhấn mạnh cuộc tập kích lớn bằng odinic có thể mạnh ngang một cuộc tấn công hạt nhân khiến bất cứ thứ gì nằm trong trung tâm tấn công đều bị xóa sổ ông so sánh sức tấn công của tên lửa odinic tương tự một vụ nổ thiên thạch điều này giống một thiên thạch rơi xuống trong lịch sử chúng ta đã biết nơi thiên thạch rơi xuống và hậu quả là gì những hồ nào được hình thành nhà lãnh đạo nga nói tuy nhiên ông putin cũng nêu rõ odinis không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt mà là vũ khí có độ chính xác cao không mang theo đầu đạn hạt nhân và odinis hiện không có đối thủ trên thế giới